Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2021. Theo đó, khoản lỗ lũy kế của hãng hàng không quốc gia lên đến 21.978 tỷ đồng, tương đương gần 1 tỷ USD. Doanh thu quý 4 năm 2021 của hãng hàng không này đạt hơn 9.200 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế cả năm doanh thu đạt 28.093 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. Còn lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2021 của HVN lỗ 1.184 tỷ đồng, lũy kế cả năm lỗ 13.337 tỷ đồng. 3 năm ảnh hưởng của dịch bệnh khiến lợi nhuận chưa phân phối trên bảng cân đối với kế toán của hãng đến nay ghi nhận âm 21.978 tỷ đồng, ăn mòn gần hết vốn góp của chủ sở hữu là 22.143 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của hãng vẫn dương, nhờ Quốc hội thông qua gói giải cứu 12.000 tỷ đồng. Theo đó, công ty thực hiện đợt tăng vốn 7.961 tỷ đồng trong tháng 9 năm 2021. Riêng SCIC nộp tiền mua cổ phần khoảng 6.880 tỷ đồng. Sau phương án trên, Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước vẫn là cổ đông lớn nhất, chiếm 55,2% vốn, tiếp đến là SCIC có 31,14% cổ phần, tập đoàn ANA là 5,62%. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng tài sản của Vietnam Airlines đạt hơn 63.000 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn 14.374 tỷ đồng, tăng 3.000 tỷ đồng so với đầu năm. Vay dài hạn 20.424 tỷ đồng, giảm hơn 2.400 tỷ đồng so với năm 2021. Hiện dịch bệnh được kiểm soát tích cực tại nhiều quốc gia. Vietnam Airlines đã lên kế hoạch nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ giữa Việt Nam và 15 vùng lãnh thổ trong nửa đầu năm 2022. Việc mở lại các đường bay thường lệ quốc tế dự kiến mang lại cơ hội phục hồi đáng kể cho Vietnam Airlines sau 2 năm dịch bệnh. Dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và cao điểm hè cũng kỳ vọng giúp hãng vượt qua khó khăn sau 3 năm Covid-19.